Vâng, Song Thành Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật được những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay thì em Đạt Trần sẽ lên sóng một cặp loa Nhật, một cặp loa huyền thoại của Pioneer. Cặp loa Pioneer Z755, một cặp loa rất khủng của hãng với cân nặng lên tới cả 60kg, hơn 60kg cho cặp loa này. Cặp loa Pioneer Z755 sở hữu cấu hình rất khủng, gồm 3 loa trên một thân thùng. Một loa bass đường kính 30cm, sử dụng xương gông đúc và màng giấy gân vải lụa. Cặp này về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Phía bên trên của em nó thì có một loa trung đo rất lớn và một loa kép đo cho âm sắc vô cùng là chi tiết và trong trẻo. Đối với cái cặp loa Pioneer Z755, nó là huyền thoại của nhạc vàng rồi. Sở trường của nó chơi nhạc vàng rất hay, tiếng của nó mềm mại, sâu lắng và ấm áp, tuy nhiên cũng không kém phần uy lực, tiếng trong sáng và chi tiết. Trên tay em thì đang là tấm lưới dây căng của cặp loa Pioneer Z755, thưa các bác. Trên tay em đang là tấm lưới dây căng của cặp loa Pioneer Z755. Em này với cái thiết kế dây căng lưới vải màu nâu, phía bên trên vẫn còn đầy đủ quả logo của Pioneer. Hình thức thì còn rất là đẹp, bên trong thì sử dụng khung gỗ các bác nhé. Bên trong thì em nó sử dụng khung gỗ. Đối với em Pioneer Z755 này, tiếng của nó rất hay. Và bây giờ mời các bác chúng ta sẽ cùng lại gần để quan sát một chút về cái kích thước cũng như cái vóc dáng của em nó. Cặp loa cao 67, chiều rộng là 37,5 và chiều sâu là 31cm. Với thiết kế là thùng vỏ gỗ lạng rất là nặng, và con này nặng trịch luôn. Nó phải 30kg hoặc hơn 30kg cho một thùng loa. Đấy. Thùng vách góc cạnh thì còn rất là đẹp, nét căng. Thùng vách góc cạnh còn rất đẹp, nét căng luôn, đẹp không tì vết. Với cái cấu hình là 3 loa, một loa chép đom, một loa mid đom có đường kính rất lớn, và một cái loa bass màng giấy sử dụng gân vải lụa rất mềm. Củ bass này nặng kinh khủng luôn các bác nhé. Củ bass này nặng kinh khủng luôn và nó phải bắt tới 8 con ốc gông. Model là Z755, có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Đây, hình thức góc cạnh này, vân gỗ này, rất đẹp và sang trọng. Rất đẹp và sang trọng. Đây là vế trái, vế phải. Cặp loa này thì có phân biệt hai vế trái phải các bác nhé. Đấy, thùng hậu còn đẹp, nét căng luôn. Đây. Con này thì công suất là 100W trong một thùng. 100W trong một thùng. Đây. Cặp loa thì có chia làm hai cái vế trái phải. Dưới này thì em đã đóng một cái chân rồi thì mới có thể dê được, chứ không thì không bao giờ dê được cái loa này. Rất nặng luôn. Đây, có thể ngửa ra cho các bác xem cái tuyến loa một chút. Vâng, em nó đẹp. Đẹp xuất sắc và mỏng căng. Đấy. Loa bass, loa mid, loa chép này. Đấy, rất đẹp. Tiếp theo thì em quay tiếp cái tuyến loa bên này cho các bác xem. Đây ạ. Loa bass, loa mid, loa chép còn đều rất là mới. Rất là mới luôn. Bass sử dụng màng giấy gần vải. Con này thì sao là trần bao đẹp và zin nguyên bản cho các bác. Đây. Đây là vế trái, bên kia là vế phải. Bên này thì nó rơi mất một cái núm để vặn, cái núm đỏ. Bên này núm đen, bên này núm đỏ. Cái này thì em sẽ tìm xem là có không. Chúng ta vẫn sử dụng bình thường, nó chỉ một cái núm nhựa ngoài thôi, cái vỏ nhựa thôi. Đấy. Còn lại thùng hậu này. Đấy, còn lại thùng hậu đẹp, nét căng. Ốc chưa tháo khỏi khối thùng luôn. Em sẽ test một đoạn nhạc cho các bác nghe. Đối với cặp loa này thì giá thị trường cũng khá là cao. Hiện nay thì cũng phải rơi vào khoảng 18 triệu đồng cho cặp CS755. Tuy nhiên bên em về được một cặp giá rất tốt. Em xin lên sóng và chia sẻ lại cho các bác. 16 triệu đồng cho cặp CS755. 16 triệu các bác có nhu cầu hãy alo cho em nhé. Vâng, giá rất tốt, 16 triệu đồng. Mời
các bác chúng ta hãy đeo tai phone và để thử thể hiện để nghe chất âm. Bát nó đánh uy lực, trầm nó đánh rất mềm, tiếng sâu lực. Chung và chép thì tuyệt vời. Chung non và chép non cho giải cao vô cùng chi tiết. Với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và bên em giao hàng toàn quốc, giao bán sản phẩm không bao gồm phí ship từ quán. Bây giờ thì em và Trần sẽ test một chút nhạc có lời và các bác chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chất âm của cặp loa này. Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều, nhìn em đi qua cuối xóm làn tóc mây bay mai. Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng, nhìn
triệu đồng quá đỉnh phải không ạ? Vâng, với mức giá bán 16 triệu đồng, các bác có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em. QR CF 755 đẹp xuất sắc và xin nguyên bản cho các bác. Bây giờ thì test một chút nhạc Bonero. Em sẽ test một chút nhạc Bonero mềm mại, một chút nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng để các bác cảm nhận cặp loa này thể hiện nhạc Bonero như thế nào. Và tiếng nó rất hay ở trong cái tầm tiền. Tiếng nó không kém gì Pure S180A. S180A thì bây giờ khá là cao, 25 26 triệu rồi. Con này cực tốt. Chơi Bolero tiếng nó mượt mà, tiếng rất mềm. CS616 cặp này bên shop có mức giá bán rất tốt, 16 triệu đồng cho các bác. Shop bên em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giao báo sản phẩm không bao gồm phí ship cho các bác. Các bác có nhu cầu hoặc quan tâm sản phẩm này hãy alo tiếp theo. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người thêm cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nỗi đổi lòng lòng biển xanh vẫn xanh người
Phan Trần xin chào và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.